đây nè cả nhà, thấy không, ếch bự nè, đó mấy con này, một con, hai con, ôi ôi bốn con hay vậy, bốn năm con gì luôn. Ôi ôi kìa kìa, ôi đất ơi, một đống luôn cả nhà ơi. Nếu các bạn có nhu cầu mua bẫy ếch, bẫy lương, bẫy gắn, giớ mini hoặc bất cứ dụng cụ săn bắt nào, hãy liên hệ số điện thoại hoặc Zalo 0372114950 để đặt hàng theo yêu cầu. Đây mình ngâm lúa giống, mình chuẩn bị xả lúa cả nhà. Cái bồn, mình chế cái bồn bằng sắt nè. Bằng cái cây hàng lại nè. Hàng lại thành cái bộ khung vậy nè, mình để lúa vô, để vô bao, còn cái mình để nước vô, để nước vô mình ngâm khoảng ngày là 24 tiếng, rồi mình lấy ra mình ủ cho nó nảy mầm đó cả nhà. Thì chào cả nhà nha, chúc cả nhà một ngày mới thật vui vẻ, cho này niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Thì hôm nay Hiệp tiếp tục đi đặt lập ếch, nhưng mà Hiệp đặt lập ếch với cái bài mồi mới nha cả nhà. Đây, cả nhà biết cái này là gì không? Đó, đó thưa là gì cả nhà? Thì mồi dồi nó bò nhúc cái nha. Tại mồi của mình không có, mình chơi mồi thúi luôn. Thúi này nó không có ngon bằng mồi tanh nha, chạy yếu hơn mồi tanh xa. Hôm nay mình có ba cái này gọi là cây lục bình nữa nha. Ai anh em miền Tây biết cây lục bình nữa ha. Mình lấy ba cái cây lục bình này nè, mình nhấp khúc mình bỏ vô mồi, mình trộn lại. Này là đặt này là tránh mưa nha. Đó, nhảy. Anh em nào cứ việc thử cái mồi đi. Lộn. Nói hồi đó lử luôn. Thì anh em cứ việc thử cái bài mồi của mình đi nha. Cái này còn cái cá đó là mình trộn với củ di hương, dầu chuối. Đó. Với dầu ăn, không có gì cao siêu đâu cả nhà. Rồi. Thì mình bỏ mồi vô mấy cái lập ếch mini nè. Với mấy cái lập ếch bên kia nữa, mình đặt hai thứ luôn. Đấy. Rồi, mình lại mình địa điểm hôm nay mình đặt cái xã hàng nha, để ngồi ra ngoài mình đặt mình quay cho cả nhà xem. Tối rồi không biết quay được không. Phải lỗi cả nhà nha, sáng sớm mình đi thăm mấy cái nhà lập ếch nè. Hôm qua mình tính quay qua mấy thai đi đặt mấy cái chỗ này nè, mà trời tối hù luôn, không thấy được gì hết luôn. Ôi ếch mấy ếch mini, ếch nhỏ nhảy quá trời. Nên sáng mình đi sửa camera lại. Sáng mình đi thăm mình quay luôn. Tối dứt đám mưa mình chạy xe ra hết được rồi, giờ loại bộ ra. Cái đầu tiên luôn, không thấy động tĩnh gì hết. Ôi có luôn cả nhà, nè núp trong đây nè, mấy con này nè. Đó đó không, đây bốn năm con này nè, năm con. Mà tối mấy người xôi nhái á, đi xôi đây đi qua lại hoài, biết bữa nay tình hình sao. Cái này chạy 5 con thấy cũng đỡ rồi đó. Ta xôi nhái xôi hết rồi cả nhà. Tối ta gọi đèn chạy yếu lắm. 4-5 con nhưng mà không được bự gì mấy nha. Để đây đi. Cái giỏ sách này mình đựng mấy lập ếch đa năng. Còn mấy cái lập ếch kẽm của mình để đó về mình thôi, mấy gom về. Bây giờ điểm sinh mình chạy không được nữa nha. Tối dứt đám mưa. Thì mưa tới nữa. Mưa tới không? Không có là xong phim luôn. Và cái lập mini ở lập là đa năng đó nha. Có động nước nè. Biết tình hình sao đây. Để mình qua đây đi. Có hàng cái này. Mấy con đây. Một con, hai con. Tình hình là 3-4 con nha cả nhà. Một con nè. Hai, ba. Ba con hay 4 con vậy đó cả nhà. Ôi, nước ngập quá, ngập rồi. Cứng quá cả nhà. Hôm qua mình cắm cứng quá trời.
Rồi vô cá lồng tông. Vô cá lồng tông luôn cả nhà. Năm con nha cả nhà. Có lộn 3 4 con vậy. 3 con hay 4 con vậy. Ớt nó không kêu vô cá lồng tông luôn nè. Nhà thấy không? Cá lồng tông nè. Đó. Ớt nằm đây nè. 3 con hay 4 con vậy đó. Bỏ vô luôn. Một cái mini. Tiếp theo. Mình đặt sen cá nha cả nhà. Một cái mini, một cái lập ếch bình thường. Cảm ni cảm, ni cảm vậy đó. Tới rồi. Cảm này. Cảm này trời mưa ngập lúc hết rồi. Cuối hàng ơi. Cui hèn. Cui rồi có luôn nha nè. Ổng ổng trong đây nè. Không ít nhiều. Mấy con này. Hai con, ba con. Ba con cả nhà. Nè, đó. Ba con nha cả nhà. Một con trọng nè. Đó. Cũng được. Có lý có lý. Đây. Con còn ếch trọng rồi. Có lý. Rồi. Đi tiếp luôn. Trời mà nước dũng dũng nữa nha, đặt cái trên bờ á. Ngon lành luôn. Trên bờ đê nè. Dưới nét bự nữa. Bữa mình đặt ở dưới đó. Dính con ếch khủng hoảng không. Đi, đi chứ mém chặt té. Tới cái dấn ơ lập ít đa năng nè. Lập ít đa năng lại mà thấy nó động động là mới có lý. Thấy không động động như là rồi có cả ngày. Thấy động nè. Lập ít đa năng này được cái là mà nước nó ngập nó chạy nó nghe nè. Có động mà không biết mấy con này. Rồi có con một. Con một cái nhà. Nhà con một bên đó kìa. Hai con đó nha, hai con, hai con. Hai con. Có hù không thấy. Nằm trước đây hai con đây nè. Tiếp. Ui da. Mới đặt ngốc chứ, xiển niễn. 15 gram tới luôn. Tới cái tiếp theo rồi nha. Tiếp theo đây nè. Cua hàng cái này nha. Hôm qua mình không đặt mấy cái này. Tại tối mình chạy ngang mình thấy khui nước ra khô. Khui nước ra chắc sáng khô. Bởi vì mình đặt lỡ đặt có cái này à. Mình ngưng. Mình lên kia đặt tiếp.
Ô, cái này chạy mạnh cả nhà. Cái này chạy mạnh nè cả nhà. Đó, một nồi luôn nè. Đó. 5 con nữa nha. Cái này chạy 5 con. Một khúc luôn nè. Đó. Văng vô mình. Nước thúi nó văng vô mặt mình nó thúi. Ôi ôi thúi kinh khủng cả nhà. Mình lội bỏ khúc này mình nghỉ đặt rồi. Ôi, tiếp theo cái này luôn nha. Nồi lội nãy giờ mới tới nè. Khúc đẳng mình không, nước mình không có đặt, nước khui ra mình không có đặt. Đây nè. Rồi chim ghe nữa ta. Hôm nay lập ớt đã năng chim ghe ta. Con nào rồi. Có nghe nha, không ít nhiều à. 2 con luôn hết á. Ồ. 1 2 3 4 con hay gì đây này. 4 con hay vậy. Một nè, một con ở đây nè. 4 con hay gì đây này. Nó bù vàng lên đây đẻ rồi. Ông mua vàng lên đẻ luôn nha. 4 con nè nha. 4 con. 4 hay 5 con gì. Mình đếm không có được. Rồi mưa tới luôn. Xong phim luôn ở nhà. Nãy tính không mưa. Không có đem áo mưa, không có mặc áo mưa. Quéo rồi, quéo rồi. Ướt cái maga luôn. Tiếp theo lập kẽm ngay nha. Nãy giờ không có cái nào là thành mà thất bại hết á, trúng hết, không ít nhiều thôi. Cái này ngập lúc nữa nè, trời mưa phải chịu thôi. Cái này không thấy ta, mới nói không có cái nào thất bại hết. Cái này không thấy rồi đó. Rồi thất bại thiệt nè. Buồn thiệt chứ. Còn lục bình trong đây nữa nha. Mới nói cái nào. Không có cái nào thất bại hết. Thất bại liền trời. Bỏ tay luôn. Rồi tiếp tục luôn. Mưa luôn. Này camera có bị ướt không đây? Ước cơm gà coi như là xong phim luôn cả nhà. Khỏi quay luôn. Cái này là cắm câu ếch trên đường này là ngon lành rồi nghe cả nhà. Không chừng hôm nay mình đi cắm cho cả nhà xem nè. Kiếm ếch bự rồi chơi. Ếch bự độ chưa. Rồi cái này coi. Đặt kế bên cái lắp kích sình. Lắp kích sình nữa nha. Sau đây. Ồ, con còn ếch bự cả nhà. Con còn ếch bự nè. Hai con luôn. Hai con ếch trọng trọng không cả nhà ơi. Nè. Hai con ếch trọng luôn nha.
hai con ếch trọng luôn đó nha. Nè, một con đây nè, đó, một con đây nè. Đỡ lên cho cái nhà coi. Đó. Đấy. Hai con nghe nè. Ở vô tiếp tục mình đi ngay nè. Nay mình đặt 7 cái đa năng chứ đâu 6 cái tre vậy, 6 cái kẽm. Tiếp tục. Ủa, cái này thấy ở trong có đồng nước rồi. Nên này hôm qua mình làm gớt nhét vô đây lại. Vừa hẹn cái này á. Ồ, có luôn nghe nha, nè. Có luôn. Đó. Ba con chậm chậm không nghe nha. Ba con chậm chậm không nè. Phành ngực lên nè. Đấy. Ba em. Rồi, bỏ đây luôn. Tiếp tục. Cuộc hành trình ngập lúc chơi. Mấy lập ếch nè. Rồi, cái này có nghe cả nha. Lại thấy nó ủng ủng kìa. Tối sôi nhái quá nên ếch nó nhát cả nha. Mấy chỗ này đặt cắm câu ếch là ngon luôn nè. Tông gớt cái miếng đắp lên luôn nè. Còn lục bình trong đây nè cả nhà, thấy không? Ếch bự nè. Đó. Mấy con đây. Một con, hai con. Ôi ôi. Bốn con hay vậy? Bốn năm con gì luôn. Ôi ôi. Ôi ôi kìa kìa. Ôi đất ơi, một đống luôn cả nhà ơi. Một con đầu này. Con này à, hai con. Ba con, bốn, năm, sáu con cả nha. Sáu con rồi nha. Ôi, mới thấy chúng đánh cái này. Ôi. Ra được nha cả nhà. Cái này 6 con nha. Gần hết bự còn nằm đây nữa nè. Nè. Còn bành bành không cả nhà. 6 em. Vô gỗ, vô sọt. Rồi, tiếp tục nghe nha. Bữa nay chúng mánh 6 em nè. Tiếp tục. Này tới hôm che. Có không đây? Rồi, một nồi nữa cả nhà ơi. Trời ơi, khúc này ít nhiều quá cả nhà ơi. Nè. Ôi rồi. Quá thế luôn rồi. Con cành cành không à. Nè nè. Con cành cành không à. Mấy con đây, hai con. Bốn con, năm con. Sáu con nghe nha. Nè. Con ba chà bá nè. Không phải chà bá mà là trọng trọng không à. Sáu con nha. Vô mánh khúc mà. À, đi tiếp luôn. Đợi cái này. Ây da. Lập đa năng. Ây da, cái đa năng.
cửa hàng như này. Có luôn nha. Đó. Những con ôi ôi một khúc luôn cả nhà ơi. Một khúc luôn nè. Đến giỡn đầu này lên cho cả nhà coi. Đó. 2 5 6 con luôn cả nhà ơi. 2 3 5 6 con luôn. Tiếng không được luôn ta, 5 6 con luôn cả nhà. Vô vô một khúc rồi. Khúc ngoài này trúng mánh rồi cả nhà ơi. Trong kia không trúng mánh nhưng ngoài này trúng mánh nè. Vô một khúc luôn. Quay quay này không thấy mới đau chứ. Trúng nghe nè. 5 6 con luôn á. Rồi. Tiếp tục nha cả nhà. Mấy đường này đặt cá đồ ngon lắm nè cả nhà. Cá ục quá trời ục luôn. Phải rảnh là mình lấy vớn ra đây mình hốt hàng đó rồi. Rồi. Cái tiếp theo đây luôn nha cả nhà. Lập không chia lập kẽm nè tình hình sao đây rồi có luôn nha cả nhà. Ồ con co một à, con co một cả nhà. Trong học bà tối hôm nay có con co một nha cả nhà. Đó đó mặt ra cho anh em coi. Ở đây đi. Cái này cái cuối hay sao ta? Cái này cái cuối sao hay cả nhà ơi? Đang thăm đã mà ta. Ếch nhảy quá trời nhảy luôn nha. Ếch nhảy mà ếch nhảy là ếch không chạy nha. Ếch nhảy ếch chạy lắm. Này sao này? Gò vô luôn cái này. Vô khúc nữa nè. Để mình gỡ cái đầu này ra. Ôi ôi. Ôi ôi. Gầy cẩm cứng con nậu luôn. Rồi nha. Một con. Bốn con. Năm con nghe nha. Năm con. Năm em. Năm em. Nè. Đó. Năm em nghe cả nhà. Rồi mình lên đây mình coi còn cái nào không. Hôm qua mình đặt mình không có làm dấu. Rồi hết rồi nghe nha. Rồi. Rồi để về nhà mình đổ ra coi hôm nay được nhiêu nghe cả nhà. Hôm nay mình đặt có 10 mấy cái. 12 cái nha. 2 cái này chắc ký mấy, gần 2 ký quá, ký mấy quá cả nhà. Khúc ngoài này trúng nè. Khúc ngoài này trúng mánh nè, khúc trong kia ta xôi ớt, ta xôi nhái với phần trong kia mình đặt mấy lần nữa. Nên nó cũng bể à. Ồ mấy khúc đó đó. Tối mưa gì mà tối xôi ớt một cái nhóc trơn luôn cả nhà ơi. À, mình vô luôn nha cả nhà. Rồi hôm nay mình được nhiêu cả nhà, nãy giờ mình đổ ra không có quay cho cả nhà coi. Đây hôm nay mình ít nhỏ không cả nhà, ít nhỏ không, ít bự được mớ, ít trọng trọng không có ít bự nha.
nên nó ít nha nha, phải ít, gặp ít như chỗ anh em là này là 3-4 kg, này 1,8 kg rồi cả nhà. Ừ, 12 cái vậy, 1,8 kg. 12-13 cái gì đó, 1,8 kg rồi cả nhà. Cũng bữa nay cũng trúng mánh á. Rồi, video mình đến đây cũng kết thúc nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy video mình hay thì cả nhà ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những clip lần sau nha. Bye bye cả nhà nha. Nó hồi lẻ lử luôn.